15. Đại thời gian lâu rồi. Giờ là hơi yếu, là cái nồi nó hết bắt nữa. Mà nó đang bị ra khói nữa. Cam xăng nồi nha anh em, vô lò sơ đầu cam ECU không xăng, lọc gió vô rồi. Đây sau đây là chiếc S150 nguyên con xe zin, rớt đầu lòng ra giờ bạc hơi hở rồi. Giờ chủ xe kêu lên bổ xăng lửa luôn nha anh em, lên hồng xăng coi gió, lọc gió, kim phun, canh nano, làm nồi, gắn cam, là xo đầu, nói chung là làm phun qua xăng lửa, rồi gắt đầu luôn á, cam xăng nồi luôn. Đây bạc nó hở rồi, cái thay bạc, bít tông cũng chạy nhiều, đóng khói quá, nồi thì tuột rồi, dòng nồi luôn, súp bắp và đóng khói quá chừng. Đây. Đây thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm lên, thì mình sẽ quay cho anh em xong. Bây giờ mình đi gia công, đi làm nồi lại, thay bạc, đi làm súp bắp, móc lỗ sòng bô lớn hơn xíu cho nó mạnh hơn. Rồi, ok, lên ECU, canh nano, hồng xăng này kia hết luôn. Đây sau khi chiếc S150 mình làm cam xăng nồi thì gồm ECU, hồng xăng, lọc gió trụ, nồi Uma 5 lò xo, bít tông bạc thì mình thay bạc, cái bạc zin nó bị hở rồi, là la bố la sắt, móc lỗ xăng bô, móc theo bài mình ha, nó bự ra, kim phun lớn, cam độ, nó so đầu độ. Đấy, nó không ré nha, mình xài cái này là của Sunwood với Uma với Arasur như năm bô rồi hàng sensor với canh nano rồi hết luôn. Em mới làm xong là lên máy mình đánh cho anh em xem nha. Làm chạy bài này là bền nhẹ, bạc thì mình thay rồi, thay bạc nha nè, bạc nhìn nó hở quá. Đó là thích anh em, thay bạc, giặt đầu giặt lòng hết cho nó kín được đó ha. Bây giờ tiến hành mình ráp máy nha, phun cam xăng nồi. Cái hồng xung quạt là chuẩn nhất nha anh em, nó rất là ok luôn, chuẩn. Thank you.
Rồi dắt ra đây anh quay cái. SH350 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Đại hội SH nha anh em. Quá trời xe luôn.